trong cái vỏ bao cũng để mà thủ thế. Mây trôi chờ thu về cho cái lạnh làm chủ thể. Gã thanh niên sống lâu năm thói quen vẫn ngủ trễ, mang suy tư ấp ủ để cho cái đầu vừa đủ tệ. Mày không thể cười hai lần với một niềm vui đã cũ, nhưng có thể khóc rất nhiều khi một nỗi buồn ngang ngủ. Đôi khi bị choáng ngợp cái sự thể nó đảo điên, lưỡi không xương thì lất léo nhiều đường để bao biện. Đời nó vốn là thế mà dù rất khó để diễn giải, có bao giờ mày cảm thấy mày đang sống nhầm niên đại? Luôn đi kèm với lũ người thích điện ảnh là kịch sĩ, ép mày liên tục tiến hóa để học cách thích nghi. Chúng nó tỏ ra thân thiện, bộ trưởng bộ ngoại giao, đến lúc mới quay lưng lòi cái đuôi của loài cáo. Nhưng mối quan hệ đã chết nhưng vẫn chẳng màng chôn, đi thêm một ngày đang thì học một sàng khôn. Đời là những sự biến tấu đôi lúc khó mà bắt kịp, giống như một bản sao hưởng tìm khoảng lặng để ngắt nhịp. Đời là những khúc quanh co đôi khi dễ vấp ngã, pha trộn những màu sắc tranh đua thì gặp họa. Đời là những sự biến tấu đôi lúc khó mà bắt kịp, giống như một bản sao hưởng tìm khoảng lặng để ngắt nhịp. Đời là những khúc quanh co đôi khi dễ vấp ngã, pha trộn những màu sắc tranh đua thì gặp họa. Toàn niềm tâm thì không bao giờ mở cho đến tối, vì người thật sự muốn ăn thì sớm đã đến rồi. Những thứ tưởng đã thay đổi nhưng không có gì khác cả, đôi khi một câu chuyện là phiến diện của tác giả. Với những chi tiết buồn cười không hẳn là trào phúng, có lúc ta bị dẫn dắt không rõ sự việc nào đúng. Lắm kẻ thì lợi khẩu nói năng rất dõng dạc, nhưng chỉ như trống rỗng vì đặc ruột thì không vang. Đọc nhiều chưa chắc giỏi, những kẻ giỏi thì đọc nhiều, những điều bị phản ảnh chẳng qua là cái góc chiếu. Gã thanh niên vẫn co lại trong vỏ bọc để thủ thế, khó tiếp chuyện vì nội dung không đúng cái chủ đề. Vẫn là những lời đồn đoán cứ thẳng mặt mà đi qua, chúng mày nghĩ là hiểu ta còn tao lại chẳng hiểu gì cả. Đôi lúc bị thôi thúc trái tim này sao động, chúng mày biết điều quan trọng là sao không?